Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người rất hứng thú khi trải nghiệm phần mềm ChatGPT. Tuy nhiên, phần mềm này cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề cần quan tâm trước làn sóng mang tên ChatGPT đang càn quét thế giới công nghệ với nhiều lời khen có cánh. Các kỹ sư công nghệ quốc tế và Việt Nam cho rằng ChatGPT là một bước tiến của thế giới. Tuy nhiên, sẽ còn rất xa nói đến những thứ khác. Việc xuất hiện ChatGPT tại Việt Nam cũng đã gây ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ về một số ngành nghề. Để có cái nhìn rõ hơn về ChatGPT, về cơ chế hoạt động của phần mềm này và liệu ChatGPT có thể thay thế được con người trong các lĩnh vực hay không, phóng viên Chào Buổi Tối đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO Tập đoàn Công nghệ BKAV về vấn đề này. Thông tin về cuộc trao đổi cũng sẽ khép lại bản tin Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, ChatGPT đã và đang gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày gần đây. Và là một người làm trong ngành công nghệ thông tin, thì xin ông có thể giải thích một cách dễ hiểu về cái phần mềm ChatGPT được không ạ? Và cái nguyên lý hoạt động để tạo ra những câu trả lời trên nhiều lĩnh vực mà khiến chúng ta phải ngỡ ngàng không ạ? Chắc đầu tiên tôi sẽ nói về việc là tại sao nó lại gây ra sự ngỡ ngàng như vậy mà cả thế giới, ở tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề, mọi đối tượng đều quan tâm. Thế thì mọi đối tượng đều quan tâm. Thế thì chúng ta thấy là chương trình chat thì đã có hàng chục năm nay rồi. Thế nhưng mà rõ ràng khi chúng ta tham gia các chương trình chat đó ấy, thì vẫn nhận ra những câu chữ ngô nghê. Biết ngay đấy là máy, không phải là đang trò chuyện với một con người. Nhưng lần này phải nói là ChatGPT họ làm rất là xuất sắc, đạt được mức độ là tất cả các câu nói không khác gì con người đang nói. Kể cả, tôi phải nhấn mạnh, kể cả kiến thức đấy rất sai, mà chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều rồi. Nội dung kiến thức thì rất là sai, nhưng mà câu chữ nhá, cách điều cảm nhá, thì hệt như con người. Đấy là điểm đặc biệt, tức là cho cảm giác như đang trò chuyện với một con người. Nếu mình không biết đấy là kiến thức sai thì mình coi đấy là con người. Rồi những kiến thức mà đúng của bạn này cũng rất là đúng, tức là những kiến thức mà đúng thì cũng rất là xuất sắc luôn, đúng không? Đấy, thì nôm na nó cho cảm giác thực sự như là đang trò chuyện với một con người. Đấy là sự khác biệt. Và kể cả là kiến thức có thể là sai, nhưng mà cách nói vẫn đối đáp, vẫn rất là con người. Chưa có bên nào làm được, mà bây giờ là lần đầu tiên họ làm xuất sắc. Thế thì chúng ta phải xuất phát từ bản chất của ChatGPT. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm kỹ chỗ này một chút, thì tất cả những vấn đề sau thì tôi nghĩ là nó sẽ trở nên dễ hiểu đối với tất cả mọi người. Thứ nhất, tôi phải khẳng định là ChatGPT chưa có khả năng suy luận logic của con người. ChatGPT hiện nay mới đạt được ở mức độ là học theo những thứ quen thuộc mà con người hay nói với nhau. Mà đặc biệt tất nhiên nó phải xuất hiện trên Internet rồi. Vậy thì nó dựa theo xác suất thống kê và dựa vào sức mạnh của dữ liệu lớn. Tức là họ có rất nhiều những thứ con người trao đổi với nhau ở trên Internet. Họ thống kê nó ra. Lần này thì tốt ở chỗ là họ thống kê được theo mức là ý nghĩa, chứ không phải mức câu từ của các nội dung mọi người trao đổi. Cho nên ấy là nó xuất sắc hơn. Tức là mọi người trao đổi các câu, các ý, các câu như vậy. Thế thì ChatGPT họ có rất là lớn khối lượng dữ liệu họ thống kê. Và bây giờ mình nói đến một chủ đề như thế này, thì họ lập tức sẽ tìm ra trong khối dữ liệu lớn đấy là thường thì sau đó thì mọi người sẽ nói đến những thứ như thế nào. Dựa trên thống kê, xác suất xuất hiện nhiều thì nó sẽ đưa ra. Vậy thì như vậy không hề liên quan đến suy luận logic. Được biết là tác giả của ChatGPT còn rất là trẻ. Vậy xin ông có thể cho biết là tại sao tác giả của nó lại có thể viết ra được phần mềm này, và cơ chế nào để có thể giúp phần mềm hoạt động đưa ra những câu trả lời có vẻ như là rất là đáng tin cậy ạ? Thực ra thì điều này không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Nếu như chúng ta biết ấy, là những con người xuất sắc thì thường người ta có đạt được thành tựu vào những lúc còn rất là trẻ. Ví dụ Bill Gates chẳng hạn, đúng không? Để có được rất nhiều thứ chúng ta dùng ngày nay là nhờ Microsoft và Bill Gates. Thì ông Bill Gates từ lúc ông còn đang học đại học đã bắt đầu, hay là Mark Zuckerberg chẳng hạn cũng là từ lúc còn đang học đại học. Có thể nói là hầu hết như thế luôn, kể cả những người đang làm ra Google. Vậy thì cũng không có gì khó hiểu khi là các bạn làm ra ChatGPT này cũng thế. Cũng đều là những lứa tuổi rất là trẻ, thường là bắt đầu từ lúc còn đang trong nhà trường. Và đấy là những lúc mà người ta sáng tạo nhiều nhất. Đấy thì xa xôi hơn nữa, những nhà bác học cũng vậy thôi. Đấy thì điều đấy cho thấy là chúng ta không giới hạn về độ tuổi của sự sáng tạo.
Thứ hai nữa là tất cả các sự sáng tạo thì đều dựa vào sự kế thừa. Tất cả sự mọi sự sáng tạo đều dựa vào sự kế thừa của loài, của nhân loại, kế thừa của nhân loại. Không không dễ là để một người đưa ra một thứ mà tức là không dễ một người đưa ra một thứ mà cả nhân loại này chưa biết. Nó lại dựa vào những thứ trước đó. Mà rất là thú vị ở đây, tôi sẽ nói một điều này mà chưa ai nói đâu. Sau khi tôi tìm hiểu sâu chuỗi tất cả lại, bạn sẽ rất là ngạc nhiên. Tất cả những thứ mà chúng ta đang nói trong mấy ngày qua như thế này thì lại có đóng góp cực kỳ lớn của một người Việt Nam, mà có thể coi như là đấy là gốc của vấn đề. Thì tôi sẽ nói như thế này, rất tuyệt vời luôn. Tôi cũng thấy rất là tuyệt vời sau khi phát hiện ra vấn đề đấy. Đó là ChatGPT thì có sử dụng thuật toán hay là model, AI model, gọi là Transformer của Google, tức là họ base trên nền của Transformer của Google. Thế còn Transformer Google ấy thì lại xuất phát từ việc phục vụ cho một model khác, một thuật toán khác. Nó gọi là SQL2, tức là SQL2, SQL. Và đấy là gốc của tất cả các câu chuyện này. Mà model đó, thuật toán đó là do một bạn tên là Lê Việt Quốc, người Việt Nam mà làm việc tại Google. Một trong ba người sáng lập ra Google Brain. Tuyệt vời chưa? Từ thuật toán của bạn đó mà Google làm được rất nhiều thứ, và sau đó thì ChatGPT OpenAI dùng để làm ra ChatGPT, quá tuyệt vời. Qua những trải nghiệm của người dùng thì có thể thấy rằng là ChatGPT có thể ứng dụng trên rất nhiều lĩnh vực. Vậy thì những thông tin trải nghiệm lúc đầu có vẻ đáng tin cậy, nhưng mà liệu nó có thể thay thế được con người hay không? Và nếu mà không thì điều gì sẽ khẳng định được là ChatGPT sẽ không thể thay thế được con người ạ? Thứ nhất thì chúng ta hãy tập trung vào nguyên tắc mà tôi nói vừa xong. Vì nó chỉ cứ bắt chước đúng như vậy ấy, cho nên là nó có thể bắt chước ở mọi lĩnh vực. Nãy tôi chưa nói là ChatGPT lần này nó có sức mạnh như vậy ấy, là bởi vì mọi người thấy ở mọi lĩnh vực nó đều nói được. Còn trong các lĩnh vực, các loại chat khác ấy, trước đây thì thường phải gọi là training hay là đào tạo riêng cho các lĩnh vực rất là nhiều. Còn đây chỉ cần nguyên tắc chung như vậy là đáp ứng được tất cả mọi lĩnh vực, kể cả những thứ như là lập trình chẳng hạn ấy, là ít người thạo nhưng mà ChatGPT cũng có thể làm được. Đấy, thế thì như vậy là nó có thể đáp ứng được trong mọi lĩnh vực. Nó con người là như thế nào? Nó sẽ thay thế được những thứ đơn giản mà con người hay nói chuyện với nhau hay phổ biến với nhau ở trên mạng, thì nó sẽ thay thế được những thứ đấy của con người, chứ nó không thay thế được tất cả. Đấy, thì nói như thế thì chứ nó không coi là yes no, nó thay được không? Bởi vì sao? Bởi vì khi nó thay thế được những công việc như vậy thì con người phải chuyển sang làm những việc khác. Giống như máy tính Casio, máy tính bỏ túi ấy, đúng không? Trước khi có máy tính đấy thì tất cả mọi người đều phải, những phép tính lớn thì mọi người đều phải viết ra giấy để nháp và có kỹ năng để làm việc đấy. Đến khi có máy tính đấy thì tất cả không ai làm việc đấy nữa mà bấm 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 để nó làm giúp. Và chúng ta chuyển sang làm những việc khác sử dụng nó. Đấy thì con người luôn luôn sẽ phát triển như vậy. Bạn hình dung từ thời tiền sử đến giờ, con người phát triển liên tục. Và chắc chắn là chẳng tội gì chúng ta không giao cho nó những việc mà nó có thể làm tốt, và chúng ta chuyển sang làm những việc giá trị hơn. Vậy thì trả lời là nó vẫn không thể thay thế được con người. Nó đúng hơn là nó sẽ thay thế được một số công việc của con người, nếu như những công việc đấy là những công việc được lặp lại nhiều lần, được chia sẻ nhiều, kể cả là khó nhưng mà được chia sẻ nhiều thì nó cũng sẽ giúp mình làm tốt. Và lúc ấy mình rảnh tay mình làm những việc khác. Nếu nói đầy đủ thì là như vậy. Vậy thì tôi hiểu bạn muốn nói là con người có sợ bị mất việc bởi AI không? Thế thì những người mà làm những việc đơn giản mà lặp lại mà chia sẻ rất nhiều trên mạng đấy rồi thì bây giờ AI nó sẽ làm tốt hơn. Hiện nay thì nhiều ý kiến cho rằng là ngành giáo dục là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất của ChatGPT. Vậy thì với ChatGPT giáo viên sẽ phải làm gì? Và với những ngành nghề khác thì sẽ như thế nào ạ thưa ông? Tôi nói đây là nó là quá độ thôi đúng không? Còn chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển đổi giống như là câu chuyện lúc trước. Thế thì tại lúc này thì chắc chắn là các học sinh mà chưa có ChatGPT nhé, chúng ta đã thấy là các cháu đã lên mạng để search các bài tập về nhà rồi. Bởi vì đây là một ví dụ rất là rõ đấy. Bài tập về nhà thì ôi trời ơi, cả một nước như thế này thì thể nào mà chả đưa lên chia sẻ mà nó có số lượng giống nhau nhiều. Thế các bạn search là ra ngay Google đúng không? Thế là đưa ốp vào, hiện tượng đấy đã vẫn tức là
hiện tượng đấy vẫn đang diễn ra cho dù chưa có ChatGPT. Thế thì các nhà trường đã phải có sự thay đổi về đấy. Thì có những nơi là cấm này cấm nọ, nhưng mà cấm sao mà được, thì sẽ phải thay đổi bài đấy để mà có thể là giáo viên sẽ phải lên search trước, là để là trên Google đúng không, họ đang nói như nào thì phải thay đổi bài thi của mình đúng không. Thế tương tự như vậy thì bây giờ trước mắt để đối phó thì có thể lên thử trước là ChatGPT nó sẽ nói theo kiểu nào để mà mình biết trước đấy. Và tốt nhất là nó sẽ làm một quá trình thay đổi, là sẽ phải thay đổi cách học, cách thi để tận dụng tốt việc này nhá. Đây không phải là xấu, đây không phải là bị phải thay đổi, mà là một sự nên thay đổi để mà tốt hơn. Có thể là cho các cháu tham khảo ChatGPT, bởi vì trời ơi, nếu mà kiến thức đấy đã được chia sẻ nhiều thì các cháu vào đấy nó có ngay đấy. Thế nhưng mà các cháu có hiểu được không đấy, các cháu có hiểu được không, vấn đề là các cháu sẽ phải, có thể là tôi nói ví dụ nhá, nếu mà tôi là giáo viên thì tôi có thể là cho các cháu nói luôn, các cháu vào ChatGPT để tham khảo và tìm hiểu kỹ những thứ cho kiến thức ở trong đấy. Vì tự tin là nếu đấy là nội dung tốt ấy, thì họ đã đúc kết rất là chuẩn mực rồi. Và các cháu sẽ phải lý luận là tại sao nó là như vậy chẳng hạn. Hoặc là các cháu sẽ phát hiện ra là đây, tôi lên ChatGPT và nó ra như này, và sau khi tìm hiểu thì kiến thức này là sai. Thì điều đấy còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Ông đánh giá như thế nào trong tương lai về sự tồn tại và phát triển của ChatGPT ạ? Tôi nghĩ nó là một phát kiến rất là xuất sắc của nhân loại. Đấy, mà tất nhiên nó cộng vào mà rất là vui là một người Việt Nam đóng vai trò rất quyết định ở trong câu chuyện này. Bởi vì thực sự lần này với cách như vậy thì những thứ, tôi vẫn phải nhắc lại là những thứ mà mọi người thường xuyên trao đổi với nhau, tức là những thứ phổ biến ấy, thì ChatGPT nó sẽ làm rất là tốt. Đấy, thế thì không cớ nào mà nó không phát triển cả, mà nó sẽ giống như là máy tính bỏ túi trong câu chuyện về tính toán. Nó sẽ mặc nhiên là chúng ta sẽ dùng như vậy để chúng ta chuyển sang những thứ sáng tạo hơn. Và kể cả khi chúng ta sáng tạo hơn mà chúng ta lại tiếp tục chia sẻ những thứ sáng tạo hơn đấy lên, thì ChatGPT nó lại làm tốt. Thế thì nó là một cuộc rượt đuổi tốt. Tức là chúng ta lại bỏ những việc đấy ra, chúng ta lại làm những thứ theo dự đoán của tôi ấy, đúng không? Là nó chúng ta lại bỏ những thứ ra và chúng ta sẽ lại làm những thứ mà xuất sắc hơn, những thứ sáng tạo hơn. Và tiếp tục những thứ đấy lại được chia sẻ, thì loài người sẽ có sự phát triển vượt bậc nếu mà chúng ta làm được những thứ như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.